Thưa quý vị khán giả, từ kinh đô xưa nay trở thành cổ đô, Huế đang thừa hưởng và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa quý báu, trong đó có ẩm thực. Nhiều món đặc sản của địa phương đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, đó là các món như là bún bò Huế, các món bánh Huế hay là chè Huế. Cùng với việc phát triển thương hiệu, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang chú trọng lập hồ sơ di sản đề xuất vinh danh cho ẩm thực. Câu chuyện xây dựng Huế, kinh đô ẩm thực cũng là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa ngày hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời của chương trình, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, một người rất là gắn bó và am hiểu về văn hóa Huế. Vâng, rất là cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa đã đến với câu chuyện văn hóa kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chào Quỳnh Anh, chào tất cả khán giả. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, trong số hàng ngàn những món ăn đặc sản khắp vùng miền từ Bắc đến Nam, theo ông, ẩm thực Huế có điều gì vượt trội và đặc biệt? Có lẽ ẩm thực Huế được như biết đến vì cái sự phong phú và đa dạng của nó. Không có một nơi nào giống như Huế có đầy đủ cả ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình, ẩm thực chay. Và trong từng loại món ăn, nó là hết sức đa dạng. Đặc điểm thứ hai là ẩm thực Huế cũng chỉ là món ăn của người Việt Nam, nhưng mà nó được chế biến tinh tế. Có những món ăn nó được trình bày là rất đẹp, tạo ra một cái phong vị rất riêng. Gần như đó là phong vị của ẩm thực Huế. Chính những cái yếu tố đó làm cho người ta thấy món ăn Huế có một sức hấp dẫn rất đặc biệt. Vâng, cũng chính lời thầy đó mà ẩm thực Huế rất thu hút du khách, và nhiều người đến Huế cũng xuất phát từ việc muốn trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực ở nơi đây. Du lịch ẩm thực có phải là điều mà người Huế cần quan tâm hiện nay không, thưa ông? Đúng là hiện nay ẩm thực Huế đang được phổ cập tương đối rộng rãi, và nhiều người tìm đến Huế với cái nhu cầu là muốn thưởng thức ẩm thực của Huế gắn liền với trải nghiệm ở vùng đất cố đô. Những điều đáng tiếc là chúng ta làm chưa được nhiều, thiếu hẳn về cơ sở để mà quảng bá ẩm thực Huế đến với du khách. Huế đến nay vẫn chưa có một cái đường phố ẩm thực mà có thể nói là có chất lượng để dành riêng cho du khách. Đến với ẩm thực Huế không phải chỉ ngồi vào bàn để ăn, mà họ đến thăm những cái làng nghề đó, họ trải nghiệm làm những cái món ăn đó, và họ hiểu sâu hơn về món ăn mà mình đang được thưởng thức. Rất nhiều lĩnh vực liên quan đến ẩm thực Huế mới đang được chuyển động ở thời kỳ đầu. Còn để hướng đến biến ẩm thực Huế thành một tài nguyên phục vụ du lịch, thành một tài nguyên quảng bá về những giá trị, về vị thế của một đất cổ đô, thì có lẽ chúng ta còn phải làm nhiều việc nữa. Và thời gian qua, mọi người cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng Thừa Thiên Huế của chúng ta đang xây dựng và phát triển một thương hiệu, đó là Huế, kinh đô ẩm thực. Theo ông, sự quan tâm đầu tư này có cần thiết hay không? Và chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Việc xây dựng Huế, kinh đô ẩm thực đã được tỉnh Thừa Thiên Huế khởi động trong vòng 1 năm trở lại đây. Chúng ta đã làm hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ công nhận sở hữu tập thể. Chúng ta đã xây dựng một cái đề án, đó là Huế, kinh đô ẩm thực, để tiến tới trình với Bộ Văn hóa công nhận nó như một dạng di sản phi vật thể. Nhưng mà thật ra đây mới là bước khởi đầu. Tất cả mọi chuyện đang dừng ở cái mức là vận động ở ngoài xã hội, là xây dựng hồ sơ khoa học. Những cái việc cụ thể để tạo ra những thay đổi có tính đột biến là chúng ta vẫn chưa làm được nhiều. Chúng ta vẫn chưa khuyến khích người dân nâng cao chất lượng các cái cửa hàng, cửa hiệu về ẩm thực Huế. Chúng ta cũng chưa ra soát những loại hình ẩm thực phục vụ du lịch. Chúng ta cũng đang thiếu một cái chiến lược về phát triển các cái làng nghề ẩm thực, về quảng bá ẩm thực Huế rộng rãi ra về trong nước và về thế giới. Và cũng có nhiều người đề xuất đến việc thành lập bảo tàng ẩm thực Huế. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Một là Hiệp hội ẩm thực Việt Nam đề nghị là tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện xây dựng cái bảo tàng ẩm thực Huế trên vùng đất cổ đô. Và hai là trường cao đẳng du lịch Huế, họ với sự hỗ trợ của một số chuyên gia nước ngoài, trong đó có các chuyên gia của Pháp, họ cũng đã xây dựng một cái đề án là một cái bảo tàng ẩm thực Huế trong lòng của trường cao đẳng du lịch. Để làm một cái bảo tàng ẩm thực thì phải có một cái định hướng có tính đặc thù. Ẩm thực không phải là một cái sản phẩm chỉ để đó mà nhìn ngắm. Nó khác với cái dạng hiện vật bảo tàng khác. Có lẽ cái đề án của trường cao đẳng du lịch Thừa Thiên Huế là một cái đề án hợp lý nhất. Bởi vì theo đó thì nó không phải chỉ đơn giản là một cái bảo tàng để trưng bày. Nó như là một trung tâm giới thiệu và trải nghiệm về ẩm thực Huế.
tạo thành một cái tour du lịch về ẩm thực mà nó tiếp cận đời sống thực tế, tiếp cận được với một cái trưng bày mang tính bảo tàng. Một vấn đề mà những du khách yêu thích khám phá ẩm thực quan tâm đó là ngoài hương vị đặc trưng thì họ còn chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài những nhà hàng ở Huế được thực thi khá nghiêm túc cái vấn đề này thì còn có một lượng lớn những quán xá vỉa hè. Và những quán xá vỉa hè thì cũng có những cái thú vui riêng của nó được du khách rất là quan tâm. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Dù nó chưa đáp ứng hoàn toàn mong mỏi của chúng ta, nhưng trên nhiều góc phố, trong nhiều khu vực thì những nhà hàng đặc sản, những quán bánh Huế, quán chè Huế, rồi trong khách sạn, những cái hình thái phục vụ với ẩm thực Huế nó đang được phát triển, có thể nói là tương đối rộng rãi. Chúng ta lại đang thiếu một cái chính sách để định hướng, dẫn dắt những người làm ẩm thực dân gian. Những cái món ăn dân gian của Huế có thể nói nó rất độc đáo, nhưng hiện nay nó đang tồn tại trong những quán ăn được bài trí nhiều khi rất đơn sơ, người phục vụ thì nhiều khi là rất mộc mạc, thậm chí có khi nó nhếch nhác. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một bộ tiêu chí về ẩm thực Huế. Là một người rất là thành công trong việc mở và điều hành một nhà hàng vườn Huế được du khách đánh giá là đẳng cấp, ông có thể chia sẻ một chút về những thành công của mình ở lĩnh vực này? Chắc hẳn là một điều không hề dễ dàng đúng không ạ? Một trong những cái thành công có lẽ là vì vợ tôi nguyên là một hướng dẫn viên du lịch, biết được cái khẩu vị của khách, cái xu hướng thưởng thức ẩm thực của khách. Thành khi tổ chức một cái nhà hàng thì rất chú ý tới chất lượng món ăn, rồi phong vị của món Huế, rồi một cái không gian đi liền với cái ẩm thực. Họ không phải chỉ đến nhà hàng ăn, họ còn nhìn ngắm một cái vườn Huế, họ còn nhìn bộ sưu tập những cái cổ vật của Huế. Tất cả những cái việc đó nó đưa đến một cái hiệu quả là khá thành công. Từ cái kinh nghiệm này thì tôi thấy vấn đề ẩm thực Huế phải được quảng bá một cách rộng rãi. Thời đại chúng ta đang sống không phải là thời đại hữu xa tự nhiên hương nữa, mà đây là thời đại phải lấp lánh. Những cái giá trị vốn có của Huế phải được quảng bá bằng nhiều hình thức. Tôi cho là Huế đủ điều kiện để cứ mỗi tuần chúng ta chọn một ngày, có thể ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật gì đó là ngày ẩm thực Huế. Tuần nào chúng ta cũng có một cái ngày là ngày ẩm thực Huế. Thì tôi nghĩ cái đó càng lúc nó sẽ càng tạo hiệu quả lớn, và người ta cũng thừa nhận Huế là kinh đô ẩm thực của Việt Nam. Vâng, rõ ràng để quảng bá và nâng tầm vị thế của ẩm thực Huế thì chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là sự chung tay của cả cộng đồng. Một lần nữa rất là cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa với buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.